Chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ, tươi trẻ, hồn nhiên yêu đời. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục lòng vòng qua phố toàn khu vực quận Hải An và quận Ngô Quyền, từ Tràng Cát về Đông Hải, về lô 22.
Chương trình đến đây là tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.